Nếu các bạn cần mua Arc Free Fire Liên Minh tốc chiến, hãy đến ngay với shop arc99.com, giá rẻ, uy tín, chất lượng. Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là BCG đây, và chào mọi người quay trở lại với cái series mà BCG chơi Liên Minh Thọ Nên Đồng Bơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái con Lee Sin này nha. Trên chế độ URF anh em ơi, biết được Lee Sin phải gọi là một điều rất là hiếm có luôn. Đối với mình, không biết anh em như thế nào. Lâu lâu biết được con tướng này là phải quẩy chứ. Biết được Z, biết được Lee Sin hay là biết được những con tướng mà kiểu như là dạng kỹ năng ở trong URF anh em ơi, quẩy sướng cực kỳ luôn. Tại vì mấy con này cực kỳ cơ động, có khả năng là con 3, con 4 là easy. Nhưng mà chủ yếu là anh em phải biết chơi nha. Chứ mấy con này mà anh em vào URF anh em không biết chơi thì nó khá là phế. Một combat mạnh đấy nhờ, combat mạnh đấy nhờ, tôi xin luôn. Không ai để ý là mình xin luôn. Cái băng ngọc mình đang mang là thu thập hắc ám nha, đem cho nó bự. Ây da. Ai Siba đang bay vào thì bị chịu bắn chết à. Ok, đổi mạng cũng được, xanh lúc đầu game ok thôi. Con này mà nói thiệt nha, anh em chỉ cần ăn được 2-3 mạng lúc đầu game thôi thì con này nó mạnh như một con chó vậy. Tại vì nó quy chúng là nó quy vào, xong rồi quy chúng nữa là quy liên tục được luôn á nha. Tại vì con này quy hồ cực kỳ nhanh. Anh em xem nào, mới level 1 nè. Đó, quy vào là quy hồ tiếp tục ngay lập tức luôn. Quy vào nè, từ từ anh em ơi, phải đó quy vào là chết đó. Thằng đó nó còn tốc biến nha, mình quy vào là có thể là nó tốc biến vào chủ nó giết mình luôn á. Đợi lên level 2 đó nè, có W, có E, các kiểu á. Đi với Yavan nè. Ui, cái combo này là combo hủy diệt cái gì. Đợi mình vẫn lại Yavan lên level 2 á. Trời ơi, thằng bay ra, thằng bay vô, thằng bay vào, thằng bay ra, bắt binh luôn. Á, à, thiếu đốt lộn thằng anh em ơi. Ồ, Yavan ăn được nè. Ngon quá nhờ, băng trụ được nha. Nó level 2 rồi kìa. Nice, Yavan ăn hết rồi. Hình như Yavan này làm phép hay sao, cấm E đâu chứ gì. Anh em nào muốn mới làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình được hết từng cái nha, thanh kiếm rất là nhiều. Mình sẽ làm gọi là Lee Sin hôm nay là full sức lực nha. Giờ bữa mình đã làm Lee Sin full chí mạng rồi. Với lại là Lee Sin full tốc chạy rồi đó. Ở trong chế độ URF anh em ơi, anh em nào mà chưa xem thì có thể ghé lại video của mình đã từng đăng xem nha. Làm hết video Lee Sin rồi đó, giờ còn Lee Sin là sức lực. Chúng ta quay về với bản ngã. Á, á. Thì đốt phút đó chưa hồi anh em ơi, đúng một giây á. Ok nè. Level 1 băng trụ được nè. Ui. Ui nice. Ấy à. Sao lại chết phải đó ta. À đúng rồi, trụ nó combo bắn mình hai phát luôn. Rồi ngon nghẻ ngay. Phương sức là đây. Anh em nào xem thấy thì đừng quên đã lọc là ủng hộ mình nha. Cũng như là muốn mình làm gì cứ bình luận ở phía dưới. Thanh kiều rất nhiều. Đây đây, I'm coming. Ủa cái thằng Rengar này một mình nó cân 2 luôn hả? Rè lý. Băng trụ được, băng trụ được nha. Còn đẩy quái vô không ta? Ông đẩy quái lẹ đi, ông đẩy quái lẹ đi. À, không trúng rồi nè. Mẹ nó biết mày ở trên đây à. Chặn cái đầu về nè anh em. Ê. Ui, cứu tôi cái, cứu tôi cái. Ok, như đó. Như đó. Ok, ui phải nó đúng ảo luôn anh em ơi. Phải nó mà quy vào xong mà thằng Vi á, nó đóng quy nó câu tờ là cái quy của mình giống cứu thằng Eco luôn mà. Ảo vãi à. Phải đó mà mình giết được thằng Eco xong mà mình cắm mắt mình chạy ra là đẹp luôn rồi. Không sao, ăn được hai mày là đẹp. Ê, sau lưng nó nè, Ringa, thằng Vi á, tôi biết ngay mà. Kiệt sức nữa à. À bà lấy cái nhẹ luôn, wow bà mang kiệt sức nữa đây mà mấy cái quy hai của mình hụt nên nó cũng hơi còng kềnh. Chứ có hồi mắt anh em ơi, có hồi mắt phải đó là bay vào mình cắm mắt mình lướt ra mình quy lại rồi. Chạy nhanh thế, ở trong bụi đúng không? À trong bụi thiệt anh em ơi, đã quy không tới. Con Lee Sin này là một con tướng mà sốc đam rất là gớm, cũng như là anh em rất là dễ xanh đối với con Lee này nếu như mà anh chỉ cần biết chơi một chút thôi. Con Lee này là mình chơi không nhiều nè, nhưng mà với cái việc mà chỉ cần cái tay anh em nhanh hơn cái não một chút là được. Rồi chết nó rồi đó, lợn rồi.
Rừng của nó là của mình mà rừng của mình cũng là của mình, ok chưa? Con này là level 6 thì mới có những cái file gọi là bản đồ nhãn cho anh em xem được, mình nhờ mua đồ cái. Rồi tôi xuống giúp anh em tuôn rồng nè, anh em có cần nuôi giúp không? Cần giúp không? Rồi xuống ăn rồng luôn rồi. Quất ra đi, quất ra đi, quất ra. Thằng này level 6 khó găng á. Xuống bóp có chuối nè mời, xuống bóp có chuối nè mời. Hàng về, hàng về, hàng về, hàng về, hàng về, hàng về. Tôi xin, tôi xin, tôi xin. Nice. Level 6 nè, level 6 nè. Đã quay chúng đi chết. Ây da. Insta. Ok, giết luôn, giết luôn, giết luôn. Giết luôn ạ. Ok. Anh em cái lượng đam con này nó gây ra nó ảo không? Tiếp luôn hả? Tiếp luôn hả? Tiếp luôn hả? Easy. Ê, 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 không được rồi em ơi. Hơi tiếc một chút. Ủa đầu đó. Ủa cái thằng Ringe nó cũng mạnh quá vậy ta. Ringe cũng hơi mạnh đó bạn. Thôi mình nhà mua đồ nha. Nhiều khi là mình phải cũng để cho team bạn cái một cái gọi là cái nhịp thở này mà. Không cho team bạn thở chơi cũng đầu hàng nhanh lắm. Thằng đầu bộ Ringe này cho mày chơi. Lộn cho mình chơi với. Chơi chân mình luôn hả? Nè băng chủ tiếp nè, Ringe về rồi nè mà. Là cái thật cơ của mình. Cứ thích ăn mạng mình thôi, cứ thích lý mình thôi. Let's go, double kill. Hút máu nè anh em xem nè. Lên máu phải gọi là cực kỳ nhanh. Mình top cả hai chuối kìa nhưng mà giờ biến về xong rồi tay ly lên đó cũng hơi lâu. Ở dưới bot chờ mấy này nó bay ngu lên mà. Tại vì trong đây là bay ngu là chết. Đây nè, vừa mới nói luôn. Ây da, sao mình không giết được nó ta? Đây em hơi thiếu hả? Rồi chết nó ở đó, chết nó ở đó. Cứ lách, cứ lách thôi, cứ lách thôi. À, xử lý hơi. À, phải nãy thay mạng quá không về nhưng mà không sao. Tụi nó cho mình một cái bài học. Cái rồng tiếp này nó ăn luôn ta. Đánh lộn. Thằng Ringe này nó cái xanh quá. 14-0 rồi nè. Ê, ê, áp kệ, áp kệ. Áp kệ. Đây nữa rồi, thằng này chính là thằng này, chính là thằng sau lưng có nữa. Ui, ui, ui nữa nè. Chúng nè. Chúng thì mình xin. Thằng Ringe nó ăn rồi đó. Ui nó xanh thế. Tại sao một trận lại có hai người sát thủ như này? Cho một rừng đâu thể được có hai hổ anh em. Cho một rừng đâu thể nào mà có hai hổ được. Sao lộn Riot đã ra cho mình cái con Lee Sin như vậy rồi. Còn ra con này Ringe nữa. Mày lách. Lách đi đâu mà lách, lách đi đâu mà lách. À, quả này Riot là một rừng có hai hổ rồi nên mà mình đã xanh, ông Ringe cũng xanh. Để có thử trận này nào xanh hơn nha. Ủa, một bài solo kill cực mạnh với boss. Tôi bọc đầu nè, tôi bọc đầu nè. Ui, hello, ai bay chúng mình đấy. Nông bên Nami nữa. Nami nữa. Piu, double kill easy. Vẫn tiếc cái khúc lúc đầu game á mà ăn được beta kill lúc đó là đúng là mãn đôi nhãn luôn mà. Hơi xui một tí đã quy hụt liên tục. Đâu rồi, chuối đâu rồi? Ba đứa rồi đang lên bảng đấm số rồi. Mà Ryan thằng Ringe đứng ở đất bụi nó săn sẵn kìa. Anh em thấy cay chưa?
Ê ê ê Rin ra, tránh ra mày, địa bàn của tao, địa bàn của tao, địa bàn của mình mà Rin ra. Tôi xin nha. Ha ha. Giết được nha, mình một combo này mà không cần rồi luôn mình vẫn giết được này. Ông comment. Ui cũng mạnh phết. Ấy da, nó lách. Chết, chết này cho mình, chết này cho mình. Cũng hổ báo đó. Ui đông thế, lùi một tí nha anh em. Mình vẫn cân được nhưng mà phải đá huy chúng à. Phải đá huy chúng thì mới cân được anh em, mà cho đá huy hụt được cũng cũng vậy thôi. Con rồng thôi. Này rồng 3 sao á. Phụ rồng cái, phụ rồng cái. Mọi tôi ăn mình tốn thời gian ghê chưa. Ok. Chạy lẹ đi, chạy khỏi ăn Ringer đi các bạn. Chạy khỏi Ringer đi, chạy rồi ngược lại. Ui không rờ ngược lại luôn mà. Mà cô kỳ vậy, không rờ ngược lại gì. Ui Ringer làm hết rồi còn đâu. Muốn ao luôn mà anh em. Mà làm sao, từ đây đến cuối trận cũng còn khá là lâu. Mình với nó so, coi thử là ai sanh hơn ai nha anh em. Anh em đón đi. Mình sẽ cho nó biết thế nào là khu rừng gọi là đã có chủ. Một cái gì đây? Mình một quy mà. Mình còn chưa làm gì anh em, mở cái đá quy thôi. Không cứu nó. Lại sao? Lợn này. Đây là gọi là tranh giành địa bàn nha anh em. Anh em. Ây da. Phải bộ đồng đội. Anh đã vô rồng à? Rồng 4 mới sao á. Anh được rồng 4 không? Ờ rồng 4 luôn nè. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai chót đây rồi. Tìm bây giờ mới thấy nè. Ây da, ây da. Đi farm rừng ở trong nhà mình đi chứ. Được quá bạn ơi. Muốn chơi mình hả? Ui thằng này nó hơn mình 2 level luôn. Nhưng mà cũng chỉ là như vậy thôi. What the fuck. Mình giết thằng Aichot từ level 12 hút lên level 14 luôn mà. Dễ chưa? Lên level chưa bao giờ dễ vậy anh em à. Một phát lên level 14 luôn mà. À quỳ hồ bội. Chúng nè, chúng nè. U cái đầu. Mày nữa. Ôi. Mấy cái thằng Echo cứu cái thằng Nami luôn. Ui 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 ui. Ấy à, giờ vàng đóng quả lòng. Được á, nice. Tóc biến sao nếu được cái sóng âm này. Đá bằng sóng âm mà chứ đâu phải là đá bằng thường đâu. Sóng âm là phải dính. Bê chủ cái gì, binh bê chủ cái gì không hiểu nha. Không thấy gì nha. Không biết bê chủ gì á. Ui 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 ui. Lại nữa rồi. Bê chủ của tao mày. Một combo nha anh em. Anh em nhìn này. Cho anh em chiêm ngưỡng nè. Mình chưa làm gì luôn mà. Cái chưa. Múa à. Múa à. Nãy giờ. Ê này bay kìa. Thôi nó bay thôi, mỏi chạy thẳng về luôn rồi. Chịu. Thôi 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 thôi. Về nhà mua đồ cái. Về nhà mua đồ cho nó full đồ cái. Anh em ơi sức lực cái nha. Rồi full đồ sức lực. Thuốc lắc thuốc lũng được có hết luôn rồi nè. Cái thằng Huy này nó mang kiệt sức ở đêm solo ở đây. Chí quá nè. Nhưng mà hết kiệt sức thì mình một combo thôi. May mà nó kiệt sức chúng cái thằng Win em mà không phải là chúng mình. Mình đang horror nè, mình đang horror nè. Rồi có rồi luôn, có rồi luôn. Né skill quá nhẹ luôn.
Ui ui mà hộp kia. Ui gì mà hộp được hả? À ôi. Ôi anh em ơi, đừng từ anh em. Như mấy chủ căng ghê, kịch liệt ghê, kịch liệt ghê. Anh em ơi. Rồi đầu hàng luôn, ok, và easy tất cả những hạt tại bữa đêm. Hẹn gặp lại sau nha, bye bye.